Hồ Chí Minh đang xét xử phúc thẩm. Ít ai biết được rằng những kẻ trí thức ăn vận sơ mi, đeo kính rất trí thức lại là những kẻ tội phạm chiếm đoạt tiền của nhân dân, nhà nước một cách khủng khiếp như thế. Dư luận đang đặt vấn đề 9.000 tỷ đồng mà các bị cáo trong vụ án gây thất thoát cho nhà nước